thường trường hợp sẽ khói bên nhà hàng cột điện mình á, là khi mà bắt đầu nhập từ nhà cung cấp về là mình sẽ cất trong kho đông từ âm 10 đến âm 15 độ bảo quản. Sau đó mình rã đông ra từ ngoài kho mát và sẽ nhiệt độ sẽ nằm kho mát nằm khoảng 8 đến 12 độ đổ lại trong vòng 10 đến 12 tiếng. Vệ sinh khi làm, thứ nhất lúc mà mình sơ chế sinh bò á là mình vừa rửa tay. Bẻ ra khoảng từ 3kg đến 3.2kg. Sau khi mình lọc hai đầu và làm thành phẩm tất cả thì nó chỉ còn từ 1.8kg đến 2kg thôi. Nói chung là quy trình cái sinh bò của mình á là ít nhất phải 70 đến 72 tiếng. Trong nước gia vị đặc biệt của nhà hàng cổ điển, trong đó thành phần của nó sẽ là có nước mắm, muối, là hạt mắc khén và một số gia vị thiết yếu để tạo hương. Sau khi ngâm cho nó 24 tiếng mình vớt ra, sau khi vớt ra mình bỏ trong một bọc hút chân không, hút chân không lại và siêu vi trong nhiệt độ thích hợp 24 tiếng tiếp theo. With a piece in my hand, bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Cần kể là cana ngâm. Và cana ngâm là rất đặc biệt, không phải như cana ở ngoài đường. I had, I lived in that grip, but now he learned. At the end with the tables turned, Lord forgive me. Take me on down the river where the guilt can't find a red-handed sinner. Oh, before dawn they try to find me. So take me on down. Gỗ trong gói của mình đặc biệt á là phải những loại gỗ thường. Nhà hàng mình đặc biệt là chọn gỗ cà phê. Gỗ cà phê được nhập từ quy trình từ trên Bảo Lộc về. Gốc cà phê á thì ít nhất là năm tuổi, độ tuổi của nó là cũng phải 10 đến 14 năm trở lên thì mới đạt đủ cái độ to và độ chắc của nó, và độ khô là chiếm 80%, độ ẩm chiếm 20%. 20% của độ ẩm á là để tạo hương khói. Nếu như khô hết á thì nó thành củi than, củi mất tiêu là đốt ra không biết khói gì hết á. Cái đó là từ cái muối mà mình giã ra trong thành phần muối ướp trên mặt bò á, thì lúc đó mình sẽ bao gồm là hạt dổi, hạt mắc khén, muối. Nói chung là toàn những gia vị của ngoài Tây Bắc, vùng Tây Bắc, đặc biệt đặc trưng của Tây Bắc là mình sẽ ướp lên miếng bò đó, mình thoa đều miếng bò đó mềm, mặt phải giòn và trong thịt khi nào cũng đỏ và độ mỡ nước chút xì chảy ra mỗi khi mà mình cắt.